Alo. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm thuật ngữ ectomy. Ta đã học xong hai thuật ngữ otomy là cắt vào một cơ quan để làm thủ thuật gì đó và ostomy là để mở thông một cơ quan ra bên ngoài. Hôm nay ta học từ ectomy có nghĩa là cắt bỏ một mô, một cơ quan. Ví dụ như là gastrectomy là cắt dạ dày. Ta có thể cắt 1/3, 2/3 hay là toàn bộ dạ dày. Colectomy, cắt đại tràng. Ta có thể cắt đại tràng phải, có thể cắt đại tràng trái, có thể cắt đại tràng ngang, có thể cắt đại tràng gốc lách, đại tràng gốc gan hoặc cắt đại tràng xích má. Appendectomy là cắt ruột thừa. Ta có thể cắt ruột thừa mổ mỡ, cắt ruột thừa nội soi. Nephrectomy, ta có thể cắt toàn bộ quả thận. Vì bệnh nhân có hai quả thận nên ta cắt một quả thận, bệnh nhân vẫn sống bình thường, hoặc ta cắt bán phần thận. Cystectomy, từ này rất là phức tạp. Thông thường trên lâm sàng, từ cystectomy vừa có nghĩa là cắt bỏ bàng quang, có thể là cắt toàn bộ bàng quang hoặc là cắt một phần bàng quang. Tuy nhiên nó lại có một nghĩa khác nữa là cắt nang, ví dụ như cắt u nang buồng trứng cũng gọi là cystectomy, cắt nang của thận thì cũng gọi là cystectomy và cắt nang của gan cũng gọi là cystectomy. Tuy nhiên với nang thận thì ta lại xài một thuật ngữ khác, đó là renal hay là kidney cyst decortication. Còn trong trường hợp nang của gan thì ta gọi là liver cyst fenestration. Hysterectomy, cắt bỏ tử cung. Ta có thể cắt bỏ tử cung bán phần hoặc là cắt bỏ tử cung toàn phần. Sempingectomy là cắt bỏ tai vòi, tức là người phụ nữ có hai cái tai vòi, người ta có thể cắt một tai vòi hoặc cắt luôn cả hai tai vòi. Orchidectomy hay là orchiectomy có nghĩa là cắt bỏ tinh hoàn, hay còn gọi là tử cung hay là hoàng hay là thiến. Chúng ta sẽ xem các cái thuật ngữ của nó chi tiết. Đây là hình của cắt ruột thừa qua ngã nội soi. Ta có thể mổ nội soi 1 tru ca, 2 tru ca, 3 tru ca. Ta có thể cắt ruột thừa qua ngã âm đạo, nội soi qua ngã âm đạo. Đây là cắt ruột thừa mổ mở, tức là phải rạch một cái đường mổ khá rộng để vào và cắt ruột thừa. Đây là cái vị trí của cái ruột thừa bình thường. Ta thấy có rất là nhiều vị trí khác nhau với một tỷ lệ khác nhau. Và để mổ nội soi thì tìm vị trí ruột thừa, vì ruột thừa không có khó lắm. Tuy nhiên mổ mỡ nhiều khi ta kiếm rất là khó khăn. Về colectomy, đây là cắt bỏ đại tràng. Ta có thể cắt bỏ hết cái đại tràng bên phải. Ta có thể cắt bán phần hay là hemi, right hemi colectomy, cắt rất rộng. Chúng ta có thể cắt chỉ bỏ đại tràng ngang. Chúng ta có thể cắt rất là rộng, hoặc là chúng ta cắt đại tràng gốc lách, mở rộng qua bên đại tràng ngang và mở rộng xuống đại tràng xuống. Chúng ta có thể cắt đại tràng sigma, mở rộng lên trên, mở rộng xuống dưới. Tất cả những cái này ta đều gọi là colectomy. Đây là những hình ảnh colectomy hơi khó học, mỏi quá. Đây là cái hình ảnh colectomy mà sau khi cắt bỏ xong, người ta đem hết cái đại tràng để ra ngoài để làm cái bệnh phẩm. Chúng ta thấy cái đại tràng của chúng ta có hình chữ C, dài gần cả 2 mét. Đây là trường hợp cắt bỏ bàng quang, ta gọi là cystectomy. Đây là gastrectomy, tức là ta cắt bỏ một cái phần một đánh dấu chéo nè, sau đó ta sẽ nối lại sẽ như thế này. Sau khi cắt bỏ ta sẽ nối lại như vậy. Đây là một cái hình gastrectomy nữa để ta thấy được rằng bệnh nhân có thể cắt bán phần, lấy luôn phần fundus. Đây là cắt bán phần, lấy luôn phần antrum. Và đây là cắt total gastrectomy, tức là cắt toàn bộ dạ dày. Đây là hình ảnh của hysterectomy, có nghĩa là cắt bỏ tử cung. Ta sẽ có thể giữ lại tai vòi, giữ lại phần phụ hay là cắt bỏ hết. Thường thường ta sẽ cắt tử cung, bán phần và ta sẽ giữ lại tùy theo cái chỉ định mà cái người bác sĩ phụ sản hay người ta gọi là bác sĩ phụ ngoại đó sẽ có những cái quyết định cụ thể và chính xác.
Đây là trường hợp một cái nang thận khá to và người ta làm một cái thủ thuật nội soi gọi là renal cyst decortication, cắt bỏ nang thận qua nội soi. Đây cũng là trường hợp những cái nang thận nhỏ như thế này, người ta trên 5 cm mà nghi ngờ ung thư hoặc cái dịch đó bất thường hoặc cái nang thận méo mó có canxi hóa thành nang, người ta sẽ mổ nội soi để cắt bỏ nang đó, ta gọi là renal cyst decortication. Đây là hình ảnh của nang gan. Nếu đứng trước những cái nang gan mà có chỉ định cắt nang thì ta sẽ gọi là liver cyst fenestration, hay còn gọi là mở cửa sổ. Fenestra tiếng Pháp có nghĩa là cửa sổ. Từ đó nó cho ra chữ tiếng Anh fenestration, có nghĩa là mở cửa sổ của một cơ quan ra bên ngoài. Đây là hình ảnh của nephrectomy. Ta có thể cắt bỏ nguyên cái thận. Ta có thể cắt bỏ nguyên cái thận bên phải. Đây là clip để ta coi. Hoặc ta có thể cắt bỏ một phần của thận qua mổ mở hoặc qua mổ nội soi. Trong trường hợp này người ta gọi là nephron sparing nephrectomy, tức là cắt thận bảo tồn nephron. Đây là hình ảnh của orchiectomy hay orchidectomy, có nghĩa là cắt bỏ tinh hoàn. Ta đã biết trong liệt tịch tà kiểm phẫu ta phải tự cung trước. Đây là dấu hiệu của thủ thuật gọi là orchiectomy. Đây là một hình ảnh nữa của orchiectomy. Ta thấy người ta sẽ clip và cắt bỏ cái tinh hoàn đó. Và cái cuối cùng ta học ngày hôm nay đó là sampingectomy, tức là cắt bỏ tai vòi. Vì lý do gì đó một tai vòi bị ứ mủ hay là gì đó người ta cần cắt bỏ đi. Thì ta thấy trong trường hợp này cái buồng trứng bên phải mỗi lần trứng rụng sẽ không còn cái tai vòi để dẫn về buồng tử cung nữa. Tuy nhiên buồng trứng bên trái vẫn còn dẫn về tử cung bình thường và bệnh nhân vẫn có thai bình thường. Chúng ta chấm dứt ở đây.